đất nứt toác gây sập nhà, nuốt đường ở thành phố Bảo Lộc. Vụ sụt lún trượt đất tại thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng khiến nhà cửa, vườn tược, đường đi của ba hộ dân sụp đổ nứt toác tan hoang. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thành phố khẩn trương xử lý dứt điểm, khắc phục tình trạng người dân có nhà mà không ở được. Ngày 17 tháng 11, sau khi tiếp xúc cử tri, nghe người dân phản ánh vụ việc, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc Khẩn trương xử lý dứt điểm vụ sụt lún trượt đất để đảm bảo an toàn và quyền lợi chính đáng của các hộ tại hẻm 509 gạch 5, thôn Kim Thành, xã Lộc Nga. Hiện khu vực bị sụt lún đã kéo dài hơn 50m, rộng khoảng từ 30 đến 40m. Nhà bếp, nhà tắm và phần tường nhà chính của gia đình bà Trịnh Thị Ngữ đã bị đổ sập. Hai căn nhà của các bà Lê Thúy Nga và Lê Thị Hải Yến bị xê dịch. Móng và nền nhà đã xuất hiện những vết nứt nham nhở, trên tường có nhiều vết nứt nguy cơ đổ sập nhà bà Nga xuất hiện vết nứt từ mái xuống nền dài khoảng 4 mét, rộng từ 2,5 đến 3 cm. Trong khu vực bị sụt lún xuất hiện những vết nứt dài tạo thành hang hốc sâu khoảng 2 đến 3 mét. Đường nội bộ bằng bê tông của ba hộ nói trên bị đứt gãy không thể đi lại được. Các hộ phản ánh, nguyên nhân là do gia đình ở phía dưới khu đất, hộ ông NVS đã dùng máy móc xúc đất, san gạt mặt bằng dẫn đến sạt lở. Ông S đã xây dựng bờ kè bê tông giật thành ba cấp trên lô đất làm biến đổi hiện trạng ban đầu ngoài nguyên nhân khách quan thì việc ông s múc đất chắc chắn gây ảnh hưởng xấu đến khu vực này anh lê vĩnh thắng con trai bà ngữ cho biết theo anh Thắng, từ tháng 4 năm 2021, khi ông S bắt đầu điều máy xúc đến múc đất, các hộ phía trên đã ngăn cản và báo với chính quyền địa phương để có biện pháp can thiệp. Thế nhưng ông S vẫn múc đất tới giữa tháng 7, đến khi múc đất quá sâu mới xây dựng bờ kè để chống sạt lở nên đất đai, nhà cửa của ba hộ bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng, các hộ phải di rời, thuê nhà hoặc ở nhà người thân.